Ngày 6 tháng 3, bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết đã chuyển một cháu bé bị bỏng nặng đến bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị sau khi cháu bé này bị rơi vào bếp lửa. cháu Sùng A Thanh, 2 tuổi, trú tại xã Ea Arbin, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắc. Ngày 25 tháng 1, mẹ cháu là chị Lý Thị My, 20 tuổi, để cháu chơi trên giường rồi ra vườn hái rau. Cạnh giường có một bếp lửa, nên không may cháu ngã rơi trúng vào bếp lửa. Một lúc sau, chị My phát hiện bế con ra rồi đưa đi cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã sơ cứu, tiêm và cho cháu thuốc, rồi gia đình xin được về nhà ăn Tết. Đến ngày 3 tháng 3, tay và lưng của cháu Thanh bị mưng mủ, lở lét rất nặng. Tuy nhiên gia đình quá khó khăn, không có điều kiện để đưa cháu đến bệnh viện. Sau khi biết thông tin, một số mạnh thường quân đã xuống gia đình chị My đưa cháu Thanh đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu và điều trị, đồng thời quyên góp tiền để hỗ trợ gia đình cháu bé. Sau khi hội trận, các bác sĩ quyết định chuyển cháu Thanh đến Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM để tiếp tục điều trị.